Xin kính chào tất cả anh em hội câu cá nhé. Nay em sẽ cho anh em xem câu con cá chim, cá chấm, cá rô, cá chép đều được này. Là mồi, cái mồi này đang mồi con ong vàng này. Và quả ngóa nhé. Đây là cái mồi nhé. Em vừa ném mấy cái lá sắn xuống ao này. Cho bác xem nào. Đó, lá sắn này mục đích là cá nó đang đói các bạn. Thì các loại nhé. Thì em câu bằng cái cần đơn giản này cho các bác xem nhé. Hy vọng là sẽ được cá nhỉ. Mới bỏ xuống được 2 phút. Đấy, cá bắt đầu vào đấy các bạn. Sủi tăm rồi. Bắt đầu sủi tăm. Đấy, một phần đục hết nước rồi. Đấy nhá, em cho các bác xem. Ấy, ăn rồi các bác. Đây, còn thấy chưa các bác thấy không? Em bỏ chưa đầy 1 phút này. Đấy các bác nhé. Rất là thực tế nhá, em đưa hết qua đây này. Đây các bác, chắc luôn. Cá này thì nói thật với các bác này là cá chim này nó đói đây. Các bác cái móc câu cá chim này các bác là nên làm cái móc to và cái khung nó sẽ cắn đứt nhá. Đó, câu lấy 1-2 con ăn. Một em đầu tiên đấy nhá. Đây, nó vào rất là nhiều luôn đấy các bác. Em một tay làm đây, lại tiếp tục nhá, tiếp tục nhá. Đây xem nhá, em vừa động một phát không biết nó còn vào. Ôi trời ơi, mồi bị dính. Con mồi này quá, để ý giúp em. Mồi này hỏng rồi. Đây, em sẽ tiến hành bằng cái mồi quả ngóa này. Quả ngóa các bác nhé, đừng lấy quả chín quá nhé, chín quá xuống nước nó tan hết các bạn. Quả ngóa này, mồi quả ngóa này, các bác xem nhé. Xem nhé, xem cái phao. Các bác nhìn gió. Đấy. Em vừa động một phát là nó ra một phần rồi, nhưng mà nó vẫn vào nhé. Cái giống này nó háo ăn quá. Rất là háo ăn. Ao khá là rộng. Đây, nó sủi tăm ở ngoài nhiều lắm. Không có, hình như đã bắt đầu rỉa đấy các bạn. Không biết là cá rô phi hay cá gì rỉa. Thường cá chim ít rỉa lắm. Cá ao này, đây, nó làm đục hết đây. Đó, nó bắt đầu vào. Này quăng phát chài là lấy cả ổ, cả họ, cả tông nhà nó luôn. Nhưng mà cứ lấy từ từ như này các bạn. Đấy, cá động rồi. Ui dồi, nó sủi tăm này các bạn. Các bạn nhìn thấy không, nó sủi tăm này. Xem. Lúc đấy con đầu tiên em làm động phát nó vẫn vào thôi, mà đại thể bây giờ nước nó đục hết rồi. Đây, nó làm đục hết nước. Em mất lâu câu nhé. Nếu mà cái móc câu nhỏ nhé là sẽ mất cái móc cái cần như chơi luôn đúng không ạ. Ao ở chỗ này nông rồi, chỗ này nó vào khoảng mét nước. Ở ngoài kia sâu lắm. Đấy. Câu cá này thì lại ăn rồi các bác. Đây các bác, không biết con gì lại ăn rồi. Lại ăn rồi. Đây nhá. Đây em sẽ dòng cho các bác xem nhé. Đây các bác nhìn cần em này. Nhìn thấy cái cần này. Lại một em cá chim thôi, hai em cũng đủ rồi. Đấy, có 3-4 phút rồi. Nói chung là nếu mà tầm 2 phút rồi. Nếu mà em không quay, em chủ động 2 phút là được cá ăn.
Ôi, vừa lên đến bờ nó vừa tuột ra luôn. Con này tầm gần cân không ạ? Chỉ gần gần thôi hai em ạ. Thôi ok nhá, các bác nhá. Đó, để 4 5 phút. Đây, còn như những cái này mồi này này lại ném xuống. Mồi này mà về câu châu Phi thì hết ý rồi, thôi. Ném xuống rồi cho những con khác. Thôi thì câu cá này là niềm không không phải niềm đam mê mấy, bởi vì là em chỉ câu cải thiện thôi. Các bác ao nhà rất nhiều ao luôn. Đấy nhá các bác, sẽ ném những cái này xuống cho những con còn lại nhá. Đó, vì mưu sinh cuộc sống nhá, là cái cân câu cá này là cần thức ăn thôi, thì cá sạch các bạn, cá này chỉ ăn cỏ, ăn cỏ thôi, và có lúc có ngày không có hạt cây cỏ nào, cỏ thì thực tế là trên này hẳn một đôi sắn này đó, đó rừng này, đường đi kia rất sợ, em nghĩ là sợ là mất mất nhiều, ao này sẽ mất nhiều đấy, mất họ câu trộm các bác, dậm thế kia họ mà mồi mồi một tí cám hoặc là một tí cái này nhá, cũng không tiện nói ra, bởi vì nói ra lỡ những anh em mà có cái bụng không 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 tốt đấy, ở gần đây mà học theo cách của em thì khác gì là bảo cách người ta lấy cá nhà mình đúng không? Đó, người ta sẽ mồi một góc thì nó vào hết, các bác có thể đánh chài đánh lưới hoặc câu một lúc. Em cái loại này em nói thẳng em câu 1 tiếng đồng hồ chắc phải lấy không ngoa đâu, chắc phải 5 70 con, 100 con, hàng tạ cá cũng nên đấy nhá, cá nó cá đói mà. Và lượng này thả rất là nhiều. Thôi em thấy hai con này chiến lợi phẩm này. Đấy nhá, thôi. Đó, quay đoạn video chia sẻ các bác thôi, về thôi.